Hello, xin chào anh em nha. Trước mắt anh em là một cái cô ngạc tổng quyền, niết bàn không. Và điểm danh cũng 500 mấy chục ngàn rồi anh em. Đó, cho nên là bây giờ cô ngạc này sẽ chất lượng như thế nào đây? Vì nông dân, đổng quyền, hàm kim sẽ mạnh như thế nào nha em? Mạnh hay là yếu ở server này đây? VIP không? Ở server 946 tâm chiến. Đó, VIP không thì chắc không nạp rồi. Bây giờ mình qua điểm danh nha. Danh thì được 584 ngày nè, 584 ngày là lâu rồi đó. Và để tôi coi cái cụm này lẩu được bao nhiêu cái lẩu 10. Bao nhiêu cái lẩu 10 được đã xuất hiện tại cái server này đây. À, lẩu 7 không ta, 10 là khi được có 3 cái lẩu 10 thôi nè. 3 cái lẩu 10 thì tranh bá hết. Còn như là cái bữa 7 đó không. Rồi bây giờ mình sẽ vô tới quẹt chính nha và điều 4 coi đồ đạc rồi có hai con đun này với lại một con phi thì coi như thế nào. Năm trăm mấy ngày phải dân dừa phải chất lượng đây. Mình đồn thức tỉnh full 9 sao thằng binh kim full ơi thì có một món củ tiêu luôn ơi ghê ghê. Hai bảo vật kim ngựa nguyệt bôn lôi danh tướng trương lương chiến pháp quen đường xảo biến và tấu vi thực. Đây là con đun thứ hai thức tỉnh cũng full thằng binh cũng full đồ full hết bảo vật kim ngựa thì thiên bôn lôi luôn. Anh tướng cao tiện kiếm pháp khiêu khích với lại cái như bàn thạch tổng nguyên đây. Rồi giờ này hơi tiếc một cái là giờ này chưa có khí định anh em, giờ này có khí định nữa tổng nguyên dạng whip rồi nè. Đá thì chắc mình nghĩ đá gián tiếp dễ gì đó, đá gián tiếp 4%. Rồi đồ của tổng nguyên là full từ A tới Z hết, không có cái chỗ nào không full, chỉ có chiến pháp hơi hơi thiếu thiếu cái chiến pháp khí định thằng vậy đó. Rồi bây giờ cuối cùng là Trương Phi tỉnh 8 sao thôi, thằng binh cộng trăm set kim bảo vật cũng kim luôn, ngựa giật ô văn thôi, danh tướng hạng tính pháp là công bất dị, tổ tướng thì anh em mình ở đây chắc bốn sổ hết rồi, U5 luôn nè, có thêm tư mã diêm trong này nữa vậy thì ngon. Thêm tư mã diêm thì như là mình nhớ không lầm là men nữa gì đó, tư mã diêm được men đây, được men ngựa giáp 500 ngon. Bây giờ mình qua tẩy luyện của anh Đam Chích Đổng Quyên nha. Đổng Quyên thì ôi ôi bảo kích B công chính xác luôn, dấu văn khóa quỷ kháng quỷ luôn ghê vậy. Rồi công HP BBB phá thuật, bây giờ vẫn thấy tôi vẫn quan tâm cái phần bảo vật hơn anh em. Bảo vật này là những trong một những cái dòng khá là kinh khủng đây, chính xác công luôn, có hai dòng đúng công của sát thương 40% mà công 36%. Anh em biết sao không? Tại vì bảo vật này là anh em thấy là nó cái dòng công bất kỳ cái chỗ nào nó cũng có hết trơn, với dòng của sát thương à, của sát thương ừ đúng rồi. Để anh em thấy không, công nó có thể nằm dòng thứ hai này, nó có thể dòng nằm dòng thứ tư luôn, nó muốn nằm ở đâu cũng được hết trơn, nó dễ ra hơn. Còn ở bên cái đồ á, là nó mặc định ừ dòng nào là ở chỗ đó luôn, khác biệt ở chỗ đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần thân võ. Đây thằng võ thì là tảng 3 sao, phong thiên 2 sao, nhật xạ cung 2, dễ đi kiếm 5, tôi cần 5 và hết. Ừ, lên sao tiếp. Rồi, cổng này thì sao em? 1 kim, 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim, 6 kim, 7 kim, 8 kim, 9 kim, 8 kim, 9 kim, giờ mới 9 kim thiệt. Tháo này là ghép với lên kim nhưng không ghép, không phải là kim. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua tới phần gì đây, là mình thấy biến hình và mình tin đúng không, mình có thể biến hình trước đi anh em. 10 triệu công mà con men mày 10 triệu công là thể hình, trời ơi hai men kim luôn hả, ô men tắng luôn anh em, nổ luôn cái men tắng luôn biết ghê chứ, có dương cổ men luôn nè, thằng quá đủ thế rồi, quá trời luôn nè. Cứ coi coi thằng quá gì đây, không chạy gì thằng quá một luôn nè. Ủa rồi bây giờ thằng sổ sổ cái men kim thì bây giờ qua thằng quá men tắng được không ta, nếu mà thằng quá men tắng được qua làm thằng quá men tắng ngạc đông dân là phê ạ. Nhưng mà được qua thằng quá men tắng dương cổ lên thằng quá một luôn ok. Thằng quả hai kiếm thằng quả hai lên cho nó đem ra chặn quýnh luôn. Rồi cuối cùng vẫn là cái phần bản tin đây nè, chân tin bắn trong đá 1 lỗ 10, 2 lỗ 10, 3 cái lỗ 10 đã, nói chung có lỗ 10 là đã
Rồi mình sẽ ra phần tướng anh em ơi. Phần tướng thì trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và bây giờ mình sẽ xuống đây dư một con võ thánh hén, một con động bạch, một con tư mã diêm. Rồi còn gì nữa không? Sao nhiều tướng vậy? Quên hết trơn rồi mà còn dư bao nhiêu con đôn đó ha. Mảnh thì mình sẽ không dư nhiều, đại kiều ít, phải tư mình đại kiều hén. Rồi bây giờ mình sẽ qua thú nè. Con men đâu? Đó, con câu men đàng hoàng. Đó thấy không? Phải cỡ này là phải có con men rồi. Ở bên này Adlai điển vi, ok thằng con này whip dữ người ta, bao luôn. Hai con danh tướng xuất hiện luôn rồi. Chẳng pháp. Cấp 15 15 15 15, còn thêm 2 chặng nữa, một chặng nữa chứ. Thêm một chặng giảm sát thương 30% nữa nè. Bây giờ mình qua cái thằng mình coi nghe anh em. Cái thằng chắc cỡ level 8, level 9 rồi đó. Level 10 luôn. Ôi level 10 đó. Ở bên kia đã hấm mình up như là level 9 hay level 10 gì được. Cái ô thứ 3 này chắc level 10 mới được ô thứ 3 đúng không? Là ba con thú ở bên cái thằng thú cốc. Rồi bây giờ qua túi đồ đi. Túi đồ thì lẩu chắc con này tích nữa rồi. Ôi dồi, 38.000 rồi. Sai lầm khi mà lấy món củ tiêu, bây giờ đã quyết định làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời. Thì được 38.000 lẩu rồi. 300 mấy, 360 bình này. Gương này thì gương tướng kim 3 gương, trăm mảnh tướng tắng. Tắng bây giờ cũng dễ kiếm. A à, nguyên đường server là cũng có luôn, dễ dàng dữ. Cuối cùng vẫn là phần đá và ngọc thi. Ôi đen thù lùi. Đá là đen rồi, tôi thấy đá đen rồi đó. Cái gì mà động chạch hai viên rồi quá thương người. Phản cẩm hai viên, cố bản viên, du ý hai viên, yển phản viên, trì tâm viên, chi hồn viên. Mà không có thị quyết với đồng tâm luôn anh em. Tôi vô. Nhưng không sao. Quyên là dạng đam gián tiếp cho nên là cái phần đá công cũng không quan trọng lắm. Có thì thêm miếng đam, không có thì thôi. Ồ, hệ biến hình đứng hạng 16 luôn nè. Gian này. Cái nồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quýnh tương nhiên cái này quýnh top trên nhưng quýnh top dưới là tôi thấy là top dưới chịu không nổi rồi đó. Bây giờ sẽ lên top 20 làm chơi tú cư tê cư tê. À đã quy đi về 6 à, chữ phi thăng 2 luôn hả? Hai con phi hả? Hãy coi hai phi chơi với hai đôn rồi. Hôm kia có khí định mà đó, mình lỗ cái gì nè. Thấy không? À, giờ này cũng hơi lỗ xíu. Nhưng mà chắc không sao. Đồ mình chỉ có thiên rồi, sợ con đóng quyền này đâu. Ở thế mình có hai con thiên. Hoài không nổi. Mình quýnh đi, đi bất tử rồi mình quýnh. Tắt chế độ bất tử lên đấm. Một đấm. Nghiệp. Rồi, xong. Bên kia quýnh cũng khá là lực, quýnh vô tăng cũng khóc rồi kìa. Nhưng không sao. Tới động nguyên mình nè. Tới động nguyên mình đây nè. Cái gì đó chứ men mình khá là trâu rồi. Em duyên người giáp tạo quá tạo. Đam vô gòi thiên vung lôi kích hoạt. Ngon. Phát một. Vì nó le lệnh liền. Hai phát gì ngổ hết hai ta. Kia nó thọ thương chắc hơi mệt à. Chỉ thọ thương đuối luôn mà. Mấy kèo này căng ha. Cái gì nó phê nè. Cái cho nó thọ thương khác nữa đi. Cho nó thọ thương không. Ôi với mình còn tặng hai con tăng mà. Với mình còn tặng hai tăng với cái gì còn tăng thôi. Cái này coi nguyên mình nó phải bất tử nhiều nhiều xíu. Ơ à, mình có lợi thế anh em. Tại vì đô vẫn là một cái thế lực.
Ông không chọn đô là một sai lầm. Càng tốt. Đô vẫn là thế lực. Ta tăng được. Thứ hai kết quả thì ông Lloyd đã nguyên đứng lại. Lại nó trâu nữa. Những con tăng khác thì nó không có được hồi phục máu. Đô cũng được hồi phục máu. Đô cũng được hồi phục máu rồi bắt đầu cái nó chơi tiếp. Con kia quýnh phát một cái đôn nó mắc máu, nó kích hoạt thiêu bông lôi xong nó hỏi đầy cây. Xong cái dòng sau tiếp tục đầy cây nữa. Rồi con đóng quyên quánh vô cứ bông lôi thôi. Đó. Chỉ tình huống này là tăng ok nè. Đã thích kiểu không người phao tới tôi thương ông nào họ thương máy rồi bây giờ nó quýnh nó nhường lượt nhau anh em thấy không, nó quýnh nó nhường lượt nhau đó, đó là con đóng quy nó quýnh cái nó quýnh xong luôn, giờ nó nhường rồi. Chuyện này gián tiếp tranh nhau mà tranh trực tiếp là không có rồi. Rồi kích quẹt con lôi tiếp. Để đứng. Chưa kích luôn hả? Không kích quẹt đi. Có nhiều ông nói là ừ khi mà con men nó hồi sinh lại á thì con đấu kia sẽ reset lại cái số tầng thổ thương từ còn bằng không. Hay sao? Số tầng của nó là mấy ông thấy ở bên tím đúng không? Bên mình đang có là 4 là 4 tầng thổ thương, ít 5 là 5 tầng thổ thương, kia là 2 tầng thổ thương đúng không? 3 tầng thổ thương, 4 tầng thổ thương nè. Đó là 4 tầng thổ thương. Coi như tính 1 reset đi. Khi con câu men ngấy nó sẽ reset lại thương. Mà như vậy thì nó quá bá luôn, nó bông bá vậy nào vậy nè. Đúng không? Bây giờ thành ra đóng quyên lỗi thiệt, đúng lỗi luôn. Tuy nhiên cái nó mới thổ tiên bên kia 6 lần quýnh đã đời, xong bắt đầu cái con men hồi sinh lên cái nó reset lại còn không quýnh tiếp. Thôi bây giờ lỗi cái nào luôn, đó, bây giờ hết rồi nè. Bắt đầu reset lại không nè. Thôi nó kích hoạt. Kích hoạt thêm một lần nữa là con thứ hai cho nên nó quyên lại sức nữa. Rồi 3 lần tổ thương rồi đó, hết công an rồi đó. 3 lần với nãy 4-5 lần nữa hả. Chứ lúc đầu nữa hả, chạy ra nó thổ thương mười mấy tặng là đem chứ đúng rồi. Đúng rồi là nó reset thiệt. Nó reset khi mà hồi sinh công an thiệt. Bên con đấu nguyên bên này bị khùng anh em à. Họ thương 7 lần nó chưa chán. Nó còn chưa chết nữa, còn chưa có hồi sinh con men nữa kìa. 7 tầng nó thương, chịu sao nói. Khi nào 8 tầng luôn không? Nghĩ không đâu. 8 luôn kìa. Ôi 8 lần nó thương nha. Cái nó quýnh không có đau đâu. Nhưng mà hứa chữ vẫn là một cái gì đó. Bên kia 7 tầng kìa, 6 tầng nữa, tới 7 tầng. Ôi con đấu nguyên 8 tầng thổ thương rồi đẹp. Ấu. Rồi để coi con đấu nguyên 8 tầng thổ thương này nó hứa hành con hứa chữ như thế nào nha. Con hứa chữ nó vô cái chế độ quỷ gì kìa. Đại lượt sau. Lượt này nó vô cái chế độ quỷ gì kìa. Không giết được nó đâu. Phải đại lượt sau. Lượt này mình không thể nào giết được nó. Ở nào cả không chết được nó đâu. Vô chế độ bất tử. Một tướng quýnh không thể nào vô máu đó. Đó, như vậy nè, nó mới vô máu khúc khúc kìa. Thấy không? Rồi nó lại cái. Đó, bởi vì tôi nói rồi, hứa chữ là một con
tăng khỏi vãi nồi, nó phải nó lỗi mà nó trâu vãi nồi luôn, ai cũng phải chọn đó. Gần là nó đi gần nó thấy cũng phản đa phong này nọ, nhưng mà được nó trâu cũng trâu hơn tôm nhiều lắm. Rồi lên top trên luôn. Trời trời trời, cái tem này thì thôi thôi thôi, niết bàn 6 và thủy kính đi 8 rồi, thêm du trong đó để làm gì trời. Đó là thủy kính dương giả chiến mà áp đảo ngọc ngang. Du du với lại thủy kính là một trong những cái combo mà dương giả chiến bá đạo một thời đó anh em. Thấy bất an cho thủy kính quá. Tôi lo cho thủy kính rồi nè. Sợ thủy kính chết chứ không chị chứ. Rồi rồi tôi thấy là đi rồi đó. Đi rồi đó. Rồi rồi tôi nhìn tôi thấy rồi bất an rồi. Tìm trắng máu hết trơn rồi tao. Chu làm gì vậy? Anh thằng thi đốt cho võ thánh rớt xuống nó quýnh tính rồi đó. Ghê thiệt. Đốt cho võ thánh trong đầu chặn nó bị bay đó. Đầu lượt thứ hai cái đầu nó nhanh lướt rồi có đốt tính tu minh ngô. Kinh. Ghê đó. Nhưng mà vấn đề động trọng có chơi được hay không? Hút nè. Chưa đốt không phô thế đi thành lại chu du dụng vô đốt dữ chưa, đốt dữ chưa, rồi chơi game được không mà đòi đốt rồi đòi chém xong thôi kẹo đơn giản quýnh với cái hàm kim này luôn nha. Kệ đồ quân đồ kệ đồ á đồ phá mệnh 4 thôi rồi chưa chắc nha, lục châu với phi thăng 2 rồi không có ngán anh em. Kèo này phi thăng 3 thì lơ mơ thì mình càng sợ sợ lo lắng chút xíu, nhưng mà phi thăng phá mệnh 4 mà gặp phi thăng 2 của lục châu này thì chơi được, mình chơi được thắng chết luôn không chừng. Ôi ôi con địa ngục, ôi không mắc gửi luôn, đúng là đúng phá mệnh khinh thiệt, lôi các kiểu là điểu luôn không mắc gửi nữa mà lấy gì chết. Em này không ổn rồi nè. Trời ơi ngự giáp có nó ghê vậy. Có nghĩa là tem này xổn thẻ rồi này ghê lắm rồi. Cho nên là phần trăm máu nó phải giữ cỡ đó, cho nên nó hút 10 cây ngự giáp trong hai lượt. Trong hai lượt mà nó hút 10 cây ngự giáp 12 cây. Võ thanh nó chém cái nào lạc ơ phát đó. Ôi, anh Nguyên ơi, anh 7 tầng, 8 tầng, nó ao sổ luôn. Ý mà lục châu 2 thôi mà quýnh không vô ngự. 13 cây quýnh còn, phát còn 12 cây rồi đó. Quýnh, rồi nó búp nó lên 13 cây rồi, nó búp cái một lên 14 cây quýnh đi. Cái này quýnh vô tới 800 năm sau, chưa chắc. Rồi cứ võ thánh nó quýnh phát là bôn lôi, một lát nó quýnh mà đủ đam, nó chém phát một mắt con bôn lôi là chết luôn. Rồi kẹt quýt quá như vậy thì chịu. Quá mạnh anh em, không đủ nổi. Nhưng mà chất lượng à, nhưng mấy hàng này thì đâm đơn chém gặp Vi là phải khóc. Nhưng mà con hàng này phải phê bi cà phê hơn nữa, là phải có khí định cái nữa là quá đã luôn. Nếu cái khí định gà nó không được hay. Cái độ gánh tem của Đổng Quyền nó cảm. Chúng ra lượt này là quánh mấy bá rồi. Đợi lượt sau nữa. Vấn đề nằm chỗ chém xong rồi sao nữa. Thêm một lượt bất tử nữa bạn ơi. Ôi hai con đôm nó gõ không, mấy ông này thở oxy rồi anh em ơi. Áo mắt không phanh này. Tên quýt nổ ghê ha. Chú Quang Vũ xài hết nổ xong qua lượt đầy cây. Chân. Ôi ơi lướt phát một 200 mấy triệu cứ bay nguyên cái tem ra ngoài luôn. Ừ thiên la tản ha. Thiên la tản. Thiên la tản cái nữa nè.
ghê đó nè, Thiên La Tạng nè, La Tạng, ui còn sống luôn, dữ thiệt, La Tạng nè, rồi Thiên La Tạng nè, trắng máu hết trơn luôn à, rất sạch nhất. Còn mình quen vũ làm gì thầy, chưa nha, đang chính người ta còn anh em, đang chính vẫn còn trên mặt trận nha, chưa biết kết quả, biết đâu được, ném vô hàng đồ ông lật luôn sao? Được chém không nữa nè, được chém không quan trọng nè. Trời ơi, vô duyên, ta đang quýnh. Ừ, ghê đó. Long đao mạnh đó. Mạnh. Đâu đó hả? Con Vũ vẫn còn rất là lực nha. Có khiên Thiên La Tạng bảo vệ luôn nha. Rồi, no nữa rồi, no nữa rồi, no nữa rồi. Người ta đang gần họ, em giúp không à. Nói hay tặng. Mà vậy đó. Tăng nó bay luôn rồi kìa. Trời thương ta, trời thương ta. Trời thương ta. Có mỗi tăng để cover bay luôn lên trời. Rồi con ngày này phải quýnh lên tới 2 tỷ 6 luôn anh em. Làm phát 2 tỷ 6 luôn cái nữa nha. Rồi 2 tỷ 6 này cũng không phải đối thủ. Nhìn tôi thấy bộ gió thôi đi gì. Này 2 hàng đôn nhìn cứng quá mà. Rồi mình sẽ làm thêm một chặng 3 tỷ 2 nữa. Còn top trên nữa thì chịu. 3 tỷ mấy, 3 tỷ 7. Ừ đây nè. Nhưng mà mình vẫn tự tin mà thắng kèo này được. Hơi tự tin. Tại vì team bên kia nhìn thì không được cứng. Phiên thì cũng mạnh đó. Cái này tới 2 tăng. Đúng thì thấy ham chứ. Ở thánh gì dám thường không vậy? Thánh từ bí hả? Chuyện hộ, ta muốn đi luôn. Đã quyên quýnh dương đôn, chưa mắc máu nữa là thọ thương lia lịa hết rồi. Thôi mẹ ơi, thọ thương kìa. Nó khi là do thánh nó chết luôn. Do thánh thất nộ. Quá dữ. Rồi xong, bóp anh Nguyên luôn rồi. Không được. Anh không chết mà còn báo luôn. Này đã Nguyên không được chơi game luôn. Ê, hết rồi hả? Hết rồi. À, qua lượt, qua lượt. Hồng Nhan nè. Hồng Nhan nè. Ừ, Thiên La Tạng hồi sinh lên. Quyên này lực, nhưng không em lực đâu. Cái hai con đôn cầm hai con thiên bông lôi chí quá. Quýnh máu mắt khúc. Bốn nặng. Đúng là build 4 hàng tăng vô. Đúng, tính ra build 3 đóng hàng đôn cũng hợp lý. Nhưng mà vấn đề là mới chỗ con thiên á anh em. Vấn đề phải có đủ tiền nguyên lên con thiên á. Thiên mới quan trọng. Con thiên hàng tăng cũng vậy thôi à. Hàng tăng win cũng đâu có sợ đâu. Nó sợ hai con bung lôi, thiên bung lôi thôi. Tắc độ đã ra đi. Lại tiếp tục bị xích rồi, có thương.
Tao thương có được gì? 6 tăng rồi, 7 tăng rồi, đỡ luôn rồi, 8 tăng mà, 7 8 nè, 7 tao thương gì điên gì, 9 tăng nè, 9 tăng ơi, 8 9 rồi, đừng nói tăng cuối cùng sống luôn đi à. Đóng nguyên 9 tăng tao thương, sao dạo này tôi thấy những đóng nguyên bị giao đá nhiều gì anh em. Ấy động lực đâu mà cho bạn lên tới 9 thằng thợ thương mà vẫn chưa lật ạ. À. Kinh dị thiệt. Và một con đổng nguyên 9 này thợ thương nó quýnh như thế nào nữa đây. Mừng tặng này mày ngon kinh quật, mừng tặng tao coi coi. Giỏi. Ôi mừng tặng thiệt kìa. Ấy cả nồi anh em, mừng tặng thợ thương thiệt luôn. Đâu, tôi tưởng mày có thằng thứ 11 nữa, tao loại mày luôn á. Trời trời trời. Con đấu nguyên 10 tầng thọ thương. Bữa nay là toàn là Superman thọ thương không á em. Con đấu nguyên bên này là hồi nãy nó 8 tầng nè. Ông nội kia lên tới 10 tầng luôn. Một trong những kèo đấu mà gọi là siêu kinh điển từ khi mà Meta đấu nguyên ra mắt tới giờ tôi thấy. Chưa thấy ông nào kết quả tới 10 tầng luôn nha. Có là ghê gớm. Nhưng mọi cố gắng của đấu nguyên đều là vô ích khi mà tem chúng ta quá điều. Rồi thì video này em kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.